Sáng nay lúc 7 giờ 30 ngày 10 tháng 7 2020, Văn Oan tỉnh Bình Định. Văn Oan tỉnh Bình Định cùng Văn Oan ba miền đi đến cấm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo về tỉnh Bình Định để trả đất trả nhà cho dân chúng tôi. Đừng để nhân dân chúng tôi quá khổ sở. Đừng để nhân dân chúng tôi sống cảnh bằng trời chiếu đất như thế này, ngày kia sang ngày nọ. Cầm lại tấm bình gôn, cầm lên. Đó, em tấm bình gôn. Ngày kia tới sang ngày nọ, nhân dân chúng tôi tha phương cầu Phật khắp cái ba đình Hà Nội này, khắp từ cấp dưới, cấp địa phương đến trung ương, không có cơ quan nào mà dày vào cuộc đó điều tra để giải quyết nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi là người dân. Ngày 10 với ngày 10. Đâu ngày 10 với ngày 9 ở đâu? Ngày 10 đó ra mà ngày 9. Ngày 10 tháng 7 chứ ngày 9 nào? Đảng ơi! Đảng nói thất nhục, Đảng ơi! Tôi giữ chức vụ quyền hạn có đất bất vô bản nền, Đảng ơi! Đảng ơi! Thủ tướng Chính phủ! Thủ tướng Chính phủ! Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc! 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 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng! Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng! Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng! Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc! 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 Thủ tướng trả đất nhà cho dân. Thủ tướng ơi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 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 ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc! 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 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc!
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 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 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thì làm sao bảo được cấp dưới? Đây mọi người thấy đi, một cơ quan do tổng bí thư làm ban chỉ trưởng ban chỉ đạo mà còn làm ngơ đơn của công dân thì nói làm sao được cấp dưới? Nó hôn, nó hôn từ trên xuống, loạn ngôn từ trên xuống. Đã đâu nhà cầm quyền, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam là mình em chủ tịch tỉnh Bình Dương lạm dụng chức vụ quyền hạn sơ báo cáo thành tra bộ công an. Đã đâu nhà cầm quyền, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam là mình em chủ tịch tỉnh Bình Dương. Đã đâu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long cướp đất của dân, cắn gia đình chính sách một chủ tịch huyện tham nhũng vợ tân lương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 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 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Giờ đứng đây à, chờ xe ra chúng tôi bây giờ rồi, bây giờ không còn đường sống nữa, chúng tôi nhào vào xe chết cũng được, không có cái chân cản gì hết. Công an cản là viên, có giải quyết được những gì chúng tôi không? Là công an cứ cản nhân dân chúng tôi, để nhân dân chúng tôi tự làm đi, tự xử lý đi. Bây giờ các cái cơ quan không xử lý nhân dân chúng tôi, chúng tôi tự xử lý. Đảng ơi, đã đặt đã nhà nhân dân ở đảng ơi, quốc ơi, quốc ơi, đã đặt đã nhà nhân dân mình định ông quốc ơi. Ông Phúc ơi, dân Bình Định quá khổ rồi Phúc ơi. Dân Bình Định hồn quốc dân đi cướp đất cướp nhà dân Bình Định ông Phúc ơi. Hồn quốc dân chủ tịch tỉnh Bình cướp đất cướp nhà dân Bình Định Phúc ơi. Đây dân Bình Định quá khổ rồi giờ Phúc ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 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 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Anh này che vô đây này, dạo che vô cái chỗ chạy ra đây này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, che vô cái chạy ra hết đi, dạo ra xe đi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bây giờ không nhà không có làm gì. Chỗ đó là chỗ thủ tướng để mà vào cuộc giải quyết cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã đứng đây kêu gọi thủ tướng, chúng tôi không nên làm mà như xe vô đâu. Đứng đây chúng tôi có kêu gọi thủ tướng.
Ông đã kêu gọi thủ tướng chắc không có đi làm gì vào vương. Đấy, đứng này, ông đứng này, đứng này. Rồi đứng này được rồi, đi rơi các cháu ra đi. Kêu cho thủ tướng đã nghe, đã thấy là thủ tướng cho cái công văn mà thủ tướng không có thực hiện, tỉnh Bình Định không thực hiện. Báo cáo thủ tướng để chủ tướng, thủ tướng thấy. Ta là nói là ta là giải quyết rồi. Đó, thủ tướng ở địa phương anh báo cáo thủ tướng đã giải quyết rồi, chưa có trả cái giải quyết ai một người nào hết. Em sẽ lại rồi kìa đi, em sẽ lại rồi. Không, đứng này này. Đứng ra nói là giải quyết đâu. Dân chúng người ra đây ở là cho ông biết. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 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 Đi. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đi. Chúng tôi sai xử lý chúng tôi đúng người giải quyết. Để cơ phép nước ở đâu? Xe tăng. Xe tăng. Thủ tướng. Đi về bên kia đi. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ơi. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ơi. Phúc Phúc ơi. Phúc cái đất nước này chúng tôi có tin được không? Có lên xe rồi. Tôi có tin được không? Từ từ để ông Phúc tính đã, chúng tôi trình bày các vấn đề cho ông Phúc. Thôi từ để ông Phúc đến lần chúng tôi lên xe, chúng tôi không làm gì hết. Nó thổi từ trên xuống. Đây thằng anh, thằng ông Phúc tôi nè. Cái cô đứng này rồi để phút đó các cô được lên trên luôn, chứ cô không đi đâu nữa đâu. Tại để đi làm đấu xe đi. Ông ấy không đi đường này đâu. Ông hỏi anh ấy đâu, của đây không bao giờ ông đi đường này đâu. Cô lên đi rồi anh em gái đi. Lên xe có rồi, lên rồi lấy chỗ ngồi luôn. Bác Phúc ơi. Chống tham nhũng mà bây giờ hả? Bây giờ chống tham nhũng, giờ công an chống dân, công an đàn áp dân, cho công an không chống tham nhũng, công an không bấm bắt tay vào dân mà chống tham nhũng, mà công an đàn áp dân. Ông chồng ông đã chỉ đạo giết người, đúng rồi, chỉ đạo chống tham nhũng đâu. Đi vào trong rồi đi các bác ơi. Đi vào trong đi. Ok.
đi đến trang nhà mình thì không có. Nếu không có tôi phải là vương quốc xã hội này mình rồi. Đấy, đồng quốc. Ông Phúc, ông vô cái đường này nè, cho đường nào? Ông Phúc có chỉ vô cái đường này, không bằng có xe chỗ nào hết. Nhưng mà ông Phúc chưa đi. Dân chúng tôi gặp ông bà Phúc cho biết cốc. Cho đó giờ tôi nói là tính của bà Cám là giải quyết rồi. Đúng là con nào đâu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi! 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 Mát mẻ gì cốt đất của dân ta tới đây nó mát mẻ. Nói chuyện không đúng. Để cho người dân người ta kêu quan để có người giải quyết. Còn này lợi tới bắt lên xe. Cán bộ cốt đất của dân. Từ từ. Còn này là lừa đảo cướp đất cướp nhà của dân à? Đóng cửa vào đi. Còn là anh mày lên đấy. Nó đưa tổng là lực lượng trật tự không mà. Cái này nó không dám mà nổi cho công an rồi đây. Nó đưa tổng là trật tự đó mà đàn áp dân không. Đấy, mọi người thấy coi như giờ nó quá thứ năm. Mời vào ngồi đây. Ngồi đây cho nó mát. Ngồi đây là nhạc của nó cao hẳn kìa. Ở đây em có một tầm nha. Nói với một cái nhà mà nó đền cả 21 triệu bạc à. Qua thui nát rồi không? Cướp đất cướp nhà của nhân bạc. Nghe đi, rồi không lý mà bác không giải quyết được cho dân. Bây giờ dân đéo khổ, dân không có nhà có cửa. Bây giờ đây, đây là làm việc của bác Phúc. Bác ơi, gia đình liệt sĩ. Gia đình tôi là gia đình liệt sĩ, có công cách mạng. Đất của gia đình liệt sĩ mà bây giờ họ không ơn cho nên nghĩa chưa ta? Thì cướp luôn. Bây giờ nó cướp đất của tôi luôn. Mà bây giờ coi như bây giờ tôi ra khỏi mặt bằng, đuổi tôi không còn nhà lâu yên chỗ nào hết. Bác có thấy không? Không có chỗ để thời gian. Bác có thấy không? Ngày xưa kia coi như gia đình tôi khổ biết bao nhiêu. Bây giờ lại lấy đất lấy nhà của gia đình tôi. Bác có thấy không? Chỉ điểm chỉ trong cho tờ. Gia đình bác sĩ bây giờ cũng không là lấy luôn à, đất luôn à. Không ông đành, nghĩa cũng không tạ. Bây giờ bác thấy không? Bác thấy bác nhìn con xuống bác thấy dành cho gia đình tôi. Đây là có thể kiếm lấy đất không? Lấy đất không có là đất thời điểm sĩ. Bây giờ là không có nhà ở để mà liệt sĩ. Liệt sĩ là tài lửa tử. Bây giờ bác thấy không? Bây
khổ, bây giờ tôi là ra tại Hà Nội đây, tôi đòi công lý. Bắt nó xuống, nó thay dựng chuột. Nghe không? Coi như gia đình liệt sĩ mà cũng bắn đi cướp trắng trận đó, là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng ba đời mà cũng đi cướp trắng trận như nhảy như vậy là cái đất nước nào nó thế nào? Ở ngày trưa ai đi mà mình ngày hôm nay các người đi cướp, các người đi cướp trắng trận của một người dân, lừa dối tên. Là nói láo, nói là bên mình đã giải quyết rồi, nhưng mà chưa có giải quyết ai một câu nào đó. Đây, đâu phải sung sướng lắm đâu. Ra, em cửa là đi nánh. Coi như đưa toàn là lực lượng để mà giữ đường, giữ xé, rồi giữ... Ấy mà đưa lên đánh cửa như nhà mà đàn áp dân cửa như này, thì thôi còn gì nữa. Đấy, còn gì? Còn gì lực lượng này, lực lượng là có bảo vệ cho ai? Ừ? Toàn là lực lượng đi đây là bảo vệ cướp không? Bảo vệ cái cướp đất, cướp nhà của dân không? Tận công lý vậy nè. Đưa giờ thanh ta tính hình không có cơ sở, không có cơ sở. Thứ gì cũng làm có cơ sở đó. Lấy đất đánh buôn nổ là có cơ sở. Chiếm đoạt của người ta thì có cơ sở. Còn không thì cứ nói là không có cơ sở đền bù. Cái luật pháp gì lạc bây giờ? Luật pháp thì là Hồ Quốc Dũng ngồi sớm nên nồi đều luật pháp rồi. Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định lấy lực rừng, lấy lực rừng mà đàn áp, cướp đất cướp nhà của dân, đem phân lô bán nền cá nhân lợi ích nhóm. Như vậy thì đất nước này thì của dân dân chúng tôi thấp cổ mê hỏng đi đâu, về đâu? Ở tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước thì về đâu? Nhân dân chúng tôi đi đâu? Còn là cướp đất lấy của dân là đem bán ra dưới lực, bên bên, hưởng thịnh, làm có lợi ích. Dân chúng tôi bây giờ không có nhà, không có cửa, vậy tôi tan nhưng đừng bầu quá thì đưa máy hào quá ra. Dân chúng tôi bây giờ làm gì sáng đây? Xin mọi người anh chị em đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi, xin mọi người đã chia sẻ lên giùm cho nhân dân chúng tôi, lên tiếng giùm cho nhân dân chúng tôi được trả đất trả nhà, nhân dân chúng tôi ổn định cuộc sống, làm lên có tiền có bạc, bảo vệ đất nước có tiền có bạc để mà đóng góp đất nước trong sạch minh bạch, đừng có để mà đảng viên đảng cộng sản đi cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, nhơ nhuốc xã hội này không minh bạch, không trong sạch thì đất nước này sẽ trôi dạt về đâu. Xin cảm ơn anh chị em và mọi người đã chia sẻ cùng nhân dân chúng